Đây là một bức chạm tay đã thành tóc vàng. Tóc vàng thiên nhiên này. Đây là bức Phật A Di Đà anh chị nhé. Thì sẽ bọc lên trên này thì tùy anh chị sẽ có thể đeo dây bạc hoặc là đeo dây vàng hoặc là đeo dây dù. Thì tùy nhu cầu của anh chị, nhu cầu khác nhau thì tôi sẽ có những cái hỗ trợ khác nhau. Sản phẩm của chúng ta sẽ được hoàn thiện bằng vàng bạc trong khoảng 1 đến 2 tuần tới. Tôi sẽ gửi đến anh chị trong video sau nhé. Đây một trong những cái hàng CNC và hàng làm tay cho anh chị hình dung. Đó, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Tôi là Tahi Phạm của kênh Vàng Tahi Phạm. Đây là website chính thức của chúng tôi tại địa chỉ tahigame.vn. Anh chị cũng vào bằng trình duyệt. Trên đây cung cấp tất cả thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Tiếp theo là cái fanpage đá quý cao cấp Tahi Game ở trên Facebook. Anh chị có thể tìm từ khóa ở trên màn hình nhé. Và fanpage tiếp theo nữa là fanpage Tahi Gold và Bạc Tahi Phạm. Hai cái fanpage này chạy song song với nhau, đem hỗ trợ với nhau về sản phẩm. Và cảm ơn anh chị.